những em. Hai đứa nữa là. Dạ không ạ, con này con cá gì đấy ạ? Cá vẹn đã. Cá gì cơ? Cá này thơm thịt lắm anh ạ. À thế ạ, con cá này tên là con cá vẹn. Ngon chưa? Vẹn ở cái dưới vừa bắt xong đấy ạ. Không, với cá vẹn à? Hay quá nhỉ. Bao nhiêu lâu mới được vào này con cá? Bắt sáng rồi anh ạ. Sáng rồi à? Sáng rồi, sáng rồi. Bán rồi gần từ này rồi. Nó không bằng nó đâu. Cá ngon lắm. Cá bán bao nhiêu chị? Cá này đây 6.000. 6.000 một cân đó. 60.000 một cân. Mà chẳng có nhiều đâu, chỉ có 4 5 con ai ăn đâu. Con đấy 4 5 nặng như mấy? Con đấy hàng cân của người ta hảo xong này. Gần cân đấy. Ăn thì mà hàng không đi bác ra chợ thì lại qua người buôn. Cá ngon mà. Tám nặng con cá đó. Ui giời ơi, tám nặng con cá. Bỏ bao nhiêu con nó bẩn đấy nhỉ? Giá tiền cá. Anh không có ấy. Anh ơi, hôm qua. Giờ đang đi làm. Ui giời ơi. Đi làm tiền. Ui, hay quá. Đẹp chưa? To chưa? Tám nặng con vẹn. Nhưng mà đi chợ ăn không? Thôi thôi, bỏ lên đây, bỏ lên xe tôi chẳng. Tám nặng con vẹn. Mà bỏ cái kia lên giỏ xe đây rồi tôi chở nốt. Mày cho chợ. Chỗ là 201 à? Không phải là con cá mè đúng không? Con này nó cởi dây chứ mẹ ra xong rồi buộc. Cá mẹ khác. Con này con cá mẹ. Qua vào đi con dậy ra. Buộc không buộc là đi con đường nó dậy ra. Chuyển dưới kia đây. Vâng. Chép không có ạ. Con cá này ăn ngon hơn cá chép. Thôi canh đi vào lấy xuống kia đi. Cá chép còn cam, cá này còn cam. Phương ơi, cầm hộ cái này em ra cái chỗ này nếu rổ cái bỏ đây, chị bây giờ đang giữ xe rồi. Cái nhà không biết gì khó. Khó gì mà khó. Vừa quay là bây giờ. Tức là mình cứ cho vào cái lưới hả chị? Vâng. Cái lưới xong rồi đi kéo thôi. Đâu, đánh bằng lưới nhưng mà bây giờ nên được thì lại phải cho vào cái túi, sống nó lại cho nó sống. À. Đây nữa à? Còn túi nữa mà. Tức là mình cứ có cái lưới mình đi cái thuyền xong mình kéo vậy ạ? Không, kéo đâu, thả thả vây bốn xung quanh sông như thế. À. Răng từ bên này xong kia cứ đánh hình chữ chi. Ôi, vẫn còn nữa cả. Ba yến. Ba yến cá là em ơi, bỏ cân vào trong sổ xe ra. À. Bỏ cái túi cá ra cho em. Hay nhỉ. Đây ạ. Không, cái đấy để ở kia chứ. 30 cân mà 60.000 một cân, 3, 6, 18 được 1.8 nhỉ? Không, nhưng mà cái đế này bán rẻ. À, con này. Vâng, đi. Cái đế này chị bỏ được không?